Yo, what's up? Hello anh em, hello mọi người nhá. Chào mừng em trở lại với cái video theo kênh của mình và vẫn là mình Hoàng Phúc đây. Này thì tiếp tục với quả chuyên mục bắt cầu bắt kèo ở bên con là 68 game bài thôi. Con này quá là ngon để cầu kèo tỷ lệ thắng cũng như cái mức độ uy tín rồi. Mấy bữa thì mình có ngồi triển nổ hũ chung với tài xỉu thì anh em cũng hưởng ứng khá là cao đấy. Nói chung là quả nổ hũ bên con này cũng gọi là chất lượng anh em ạ, chơi cuốn. Tỷ lệ thắng ok nên là nay chắc là vẫn là vừa chơi nổ hũ vừa vừa đánh cái xỉu nhá. Đấy. Thì nổ hũ bên con này thì cũng khá là ổn, mình đang chơi ở bên cái trò ma thú anh em nhé. Về cái ma thú này thì nó sẽ có một cái tỷ lệ ăn khá là hay. Cơ bản là nó sẽ không có những cái tay nổ quá to. Ý là vẫn có nhưng mà không quá nhiều. Nhưng mà nó thiên về cái việc là có cái mức độ ổn định cao. Đấy. Đây là anh em kiểu mà muốn đánh những cái tay to ấy thì anh em có thể lựa chọn con này, tại vì cái xác suất nổ nó cũng khá là cao ấy đó. Mình chơi cố định cái tay hai xị thế thôi. Đấy, cố định tay hai xị thôi, thêm bắt thì xỉu là ok ngay. Hôm nay thì đang rất là may mắn anh em ạ, mình nạp vào có 20 củ thôi nhưng mà cái lãi thì rất là ngon. Đấy, lại lên được cái 30 củ rồi. Nên là vừa chơi vừa chia sẻ anh em thôi. Rồi. Ngon. Đấy. Cứ thế thôi anh em ạ, cứ thế thôi. Nói chung là nó có cái tỷ lệ hết á. Về bắt cầu tài xỉu thì rất là hay. Khi mà cầu thì cơ bản chỉ có hai dạng cầu ngắn và cầu dài, nên là mình cứ áp dụng đầy đủ hai cái đường đấy thì mình thấy cái xác suất và tỷ lệ cũng khá là ổn đấy. Ừ. Còn cái này thì mình cứ xem nó đánh nhau thôi đấy. Nhưng mà quả này nó làm của giao diện nhìn cũng hay nhỉ, như kiểu anh em mình ngồi chơi cờ ấy nhỉ. Đéo giống lắm. Đéo giống lắm nhưng mà tôi cũng cũng hay đi ha. Đây, đoạn này có một đường cầu ngắn và một cái đường cầu một một hai cái đường cầu ngắn luôn. Con này mà giờ lên 3 tài thì mình lại theo bệt, còn không thì vẫn cứ để thế thôi nhá. Ok, 65 4 3 1 mở bát. Mở bát, mở bát. Ok, đúng bài. Ngon đấy, anh em thấy chưa? Ngon phết đấy chứ. Ôi con này lại không clean được. Ok, vẫn là lãi, vẫn là tuyệt vời. Ok không anh em? Đấy, ok đấy chứ. Mình thấy là cũng gọi là hợp lý mà nhở. Cái tỷ lệ thắng nó cũng khá là ổn đấy chứ. Ừ, hoàn toàn tuyệt vời mà. Rồi. À đây, 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 có con này nổ này. Mẹ không có con này mà nổ 5 con thì gọi là nhức người luôn nhở. Ui giời, được 180, lỗ 20. Ok. Cầu ngắn gặp gì bẻ đấy này. Bên này cũng cầu ngắn luôn. Đấy, thế thôi. À, boss anh em ơi. Linh hồn đau khổ à. Teo, 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 teo. Ok, mở bát nào. Sai, chuẩn. Đây tính cầu xanh vẫn chuẩn đét này. Đấy, ngon chưa? Ok chưa anh em? Đấy, cứ thế thôi. Cứ thế thôi, kiếm lãi kiếm lời mẹ ổn định luôn đấy chứ. Ngon anh em nhé. Ngon đấy chứ. Ngon. 140. Nãy giờ không biết nổ hũ có ngon hay không. Nhưng mà mình đánh tài xỉu nó cũng ổn thôi, nổ hũ thì keo coi như treo treo thế đi, không ăn lúc này thì nó ăn lúc khác nhỉ. Hai con này giờ thì cứ đánh giống nhau thôi anh em ơi, cứ đánh giống nhau thôi. Nào, 5 4 3 2 1 mở bát nào. Trời ơi, ngon luôn đi sư. Ngon luôn anh em ạ. Trời. Bắt phê vãi cái trưởng. Thì nhưng mà cầu đẹp thật, công nhận của cầu mê. Bắt sướng anh em ạ. Đấy. Cái khuôn cầu ngắn này cứ ôm thế thôi. Ổn đéo chịu được.
Ổn thực sự anh em ơi. Ok nhá. Ngon. 40k này, 40k này. Thôi nổ hũ cứ để nó treo thế đi. Cầu tài xỉu đẹp là ưng rồi. Gặp gì bẻ nấy, cùng lắm thì xịt một con thôi, ít thì xịt hai con lần lắm anh em ạ. Ừ. Mình thì chỉ có xịt một trong hai con hoặc là ăn cả hai con thôi. Chứ gần như là rất là ít trường hợp mà mình xịt hai con một lần anh em ạ, gần như không có. Cái khuôn cầu nó đẹp ấy, nên là mình bắt thì mình cũng chỉ đơn giản là theo những cái đường cầu cơ bản thôi. Ví dụ như kiểu cầu ngắn với cầu dài thì mình chỉ áp dụng thế thôi, chứ mình cũng không có nặng nề gì. Ôi gãy này, sao đừng có gãy luôn cả hai tay kìa, ít ra cho tay ăn chứ. Đấy đúng rồi, làm gì có chuyện gãy hai tay lần anh em. Cái này để làm gì ta? Cái này để mua tướng à? Sao nhỉ? Con này cần bao nhiêu? Ui, thế này thì khác gì thách đố người ta. Nhưng mà mua nó có được được gì không nhỉ? Mua thế nó có được gì không nhỉ? Mình hỏi thật đấy. Ok, tiếp tục nào. Rồi, con này thì vẫn gặp gì bẻ nấy, con này thì cũng bẻ nốt luôn. Đúng không? Cái khuôn này thì cũng khá là cứng rồi. 2 mờ tài anh em nhé. Nào, mở bát nào. Trời ơi, cũng chưa chắc là cứng đâu. Ui, rồi ơi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái khuôn bệt xỉu ở đoạn này. Tại sao hoàn toàn có đi căng xỉu anh em nhé. Rồi, dừng đây. 40k. Hồi 180 này, ok. À, mình sẽ dành hết lực để đánh cái tay này nhé. Bệt xỉu anh em ạ. Nãy giờ thì sáng rồi lãi được 5 11 M156 đây. Odin luôn thì chứ. Ok nhá. 11 M156 xỉu và mở bát thôi anh em. Đấy, cũng khá là hồi hộp đấy. Hồi hộp phết anh em ơi. Ok, 5 4 3 2 1 nhá.